nghe không hot thì sao mà ngồi đây? Làm cho người khác ghét mình cũng đã là một loại tài năng. Em cứu con bé một cái bàn thua trông thấy thôi. Mình thích Kim Tae Hoon sau cái clip chồng mình mặc cái quần hồng đó. Trời ơi, nhìn giống Jenny quá à. Nhìn như là hai giọt nước vậy á. Con rất là xin lỗi mẹ. Trẻ con mãi thì ai cũng phải lớn thôi. Em luôn luôn đồng ý để mà thay đổi. Chẳng ai cứ muốn mình khùng điên mãi vậy cả. Một Đức Bo rất khác, trưởng thành hơn. Đâu mới là con người thật của Đức Bo? Tất cả sẽ được tiết lộ trong kỳ phi vào lúc 20 giờ ngày 15 tháng 5, 2020. Đó là một cái điều rất là ích kỷ.